sẽ đem hết sức mình cùng đảng bộ, nhân dân phường Tư đi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đảng và nhân dân giao phó. Kính thưa các đồng chí và gia quyến, đồng chí Nguyễn Thái Bình mà các anh em bạn bè đồng đội thường hay gọi là anh Chính Bình, chú Chính Bình hiện nay không còn nữa. Đảng bộ chúng ta đã mất đi một người đảng viên trung kiên, gia đình mất đi một người ông, người cha đã hết lòng hy sinh cho đất nước và gia đình. Trước mắt đau thương là đó, chúng ta hãy biến niềm đau thương thành hành động với quyết tâm xây dựng đảng bộ Phường Tư ngày trong sạch vững mạnh và phường văn hóa. Sở văn hóa du lịch, thể dục thể thao và bảo tàng Phú Long, tỉnh Vĩnh Long, thành ủy, thể ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường Tư và chi viện chi bộ mai thành tính chiêu đường cùng gia quyến. Trước tiên chỉ đưa đồng chí về lê nghỉ ở tổ chức này để tưởng nhớ đến đồng chí Nguyễn Thái Bình, chúng ta dành một phút